Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay xin các bạn vẽ một cái lọ hoa nhé. Cái mẫu này mình thấy ở trên mạng mình vẽ nhưng nó cũng tương đối, nó không có chính xác đâu nha các bạn ha. Rồi ok, giờ mình sẽ vào chương trình của mình, bắt đầu mình vẽ 2D cho các bạn nhé. Cái này nó không có khó nha các bạn ơi. Bắt đầu mình vẽ nha các bạn. Nếu các bạn thấy clip của mình hay và bổ ích thì các bạn nhớ ủng hộ và chia sẻ cho mình nha các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sau khi mình vẽ xong mình tiến hành revolve nha các bạn. Rồi bắt đầu mình vẽ mấy cái họa tiết hoa văn vô cho nó nè. Rồi ok các bạn chịu khó quan sát nhé. Bạn này mình vẽ với tốc độ cũng khá là chậm đó, cho các bạn dễ dàng quan sát nhé. Thì tùy video, có những video mình làm nhanh, những video mình làm chậm nhé. Tùy thôi nha các bạn ha. Mình muốn làm cho các bạn dễ nhìn thấy hơn nhé. Mình xác là các bạn thấy mình làm chậm quá, các bạn có thể tua nhanh thì cũng được. Ok, mình sẽ mình vẽ nha các bạn. Đó, mình vẽ cái đường này mình để lấy dấu các bạn ha. Đó, mình nhập mình vẽ cái cung, mình lấy cái dấu mà mình vẽ cái đường kia cho nó hợp lý, mình ba tầng ra cho nó dễ nhìn nha các bạn ha. Rồi đó, ok, mình chịu khó quan sát mình vẽ nhé. Ok, rồi tiếp theo mình vẽ dưới như này. Rồi đó. Rồi mình bắt đầu mình vẽ đường cái mấy cái đường hoa văn này, mình chọn mặt phẳng mình vẽ nhé các bạn. Rồi ok đó, mình bắt đầu mình làm những giới hạn nữa, rồi mình vẽ cho nó các bạn ha. Ok đó, các bạn chịu khó quan sát nhé, video này mình làm cũng khá là lâu rồi đó. Rồi ok đó các bạn đó, mình lấy cái đường dấu này, rồi mình vẽ các họa tiết cho các bạn xem đó. Rồi cái này, cái vẽ cái họa tiết này có nhiều cách để làm đó các bạn ha. Các bạn thấy cách nào các bạn thấy hợp lý thì được, mình vẽ tự lấy dấu. Rồi ok đó, mình sẽ đó, cái này là cái giới hạn của nó, mình chỉ vẽ trong cái khoảng hai đường nó đứt này thôi. Bắt đầu mình vẽ nhé. Thank you.
Mình hy vọng kênh YouTube của mình mang lại cho các bạn sự bổ ích. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ ủng hộ và chia sẻ với các bạn ơi, để mình có động lực làm những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ bên ngoài chỗ mình đang ở cũng đang có mưa nữa các bạn, hay mong các bạn thông cảm, âm thanh có thể nó hơi bị rè một tí á, mà chịu khó nó nghe không rõ các bạn, bật chủ đề mình nhé các bạn ha. Rồi ok đó, mình chút lên chút vàng thành mỏng nhé. Rồi đó, nhập chút dữ liệu vô. Ok, cái bài này mình vẽ tương đối, nó không có giống cái mẫu, mình đang tìm cách để mình coi cái vẽ gì mà nó phải trong con bầu bầu, nhưng mà mình đang tìm những cách. Rồi ok nhé các bạn, có được cái độ ở giữa nhé. Rồi ok, chúng ta đó ra được cái dạng như vậy, tiến hành ba tầng cho nó ra thôi nha các bạn. Tôi cũng đi ro để nó có tầng mới xứng của nó nha các bạn, qua mất. Mình chọn chế độ mirror cho nó nhé. Rồi chế độ mirror xong rồi các bạn ok. Rồi đó, nó được hai cái đối xứng với nhau rồi đó. Thế mình sẽ dùng button nó ra. Ok, mình chọn hai cái thằng này button cho nó đó. Ok, nhập số liệu vô. Ok rồi, các bạn quan sát nhé. Rồi đó các bạn, nó hơi xù xì một tí. Rồi ok, mình sẽ cắt bớt được, mình thấy nó có cái phần lem lem nó như chăng các bạn ơi, thì mình sẽ sửa cho nó, mình làm như nó không được chính xác cho lắm. Rồi ok, rồi mình sẽ vẽ cho nó. Đó, các bạn vẽ 2D đó, các bạn sẽ revolve nó bằng cách bỏ cái phần bên ngoài đi cho nó ra cái dáng của cái bình ha. Cái hoa văn này nó ôm sát cái bình nha các bạn ha. Rồi ok nhé. Đó, sau đó các bạn tiến hành revolve cấp bỏ cái phần rìa nó đi, sẽ ra cái hình dáng như cái bình nha. Rồi ok, chờ cái mình xử lý một tí đó, rồi cái hình dáng cái bình đó chúng ta sẽ xử lý cái phần bề mặt bên trong các bạn, cái lệnh gọi là lệnh QLED nhé. Rồi chúng ta sẽ ra được cái hình dạng mà chúng ta đang
tính vẽ, mà cái phần này nó vẽ không giống mẫu cho lắm, mình đang nghĩ cách cho nó vẽ giống cái mẫu hơn. Rồi ok đó. Làm một cái nét cho nó, cắt bỏ mấy cái phần rìa đi cùng với cho nó nha các bạn ơi. Ok, mình đã bỏ cái phần rìa ngoài này đi. Mình cũng cảm ơn các bạn thời gian vừa qua đã ủng hộ cho mình cũng đang cố gắng ra nhiều video để phát triển kênh này lên nhé các bạn ha, cũng như là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho mình nha. Kênh này thì nói chung là người xem của nó mình không có được cao lắm, nhưng mà mình đã cố gắng để mình ra những cái video và mình với quảng bá cho nó hiệu quả hơn nha các bạn ha. Kênh mình nó phát triển lên 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 một tí, nói chung mình làm mấy năm mà nó cũng ì ạch rồi các bạn, nên mình cố gắng mình chỉnh cái kênh này lên tí nữa nha các bạn ha. Ok rồi đó. Nói phần sau cái đoạn phần mình sẽ xử lý mấy cái bề mặt này đi, rồi chúng ta sẽ vẽ một số cái họa tiết ở đây này. Rồi ta sẽ cắt bỏ mấy cái một số phần này. Ok, xem cái nào nó không hợp lý hay chưa, chúng ta sẽ bắt đầu ta sửa. Các bạn ha, rồi như nó hợp lý rồi, nó đã rồi ok. Ta vì lệnh trong phơ, nó bắt cái này nó không tâm luôn tí. Hơi mát mình tí này. Rồi, các bạn mình theo dõi nhé, mình làm chậm lắm, cái này mình làm chậm các bạn vẫn theo dõi nhé. Rồi ok. Chúng ta sẽ vô tất tất cắt bỏ cái phần chân tạo ra cái lỗi nha các bạn ha. Đó là tạo cái lỗi ok, nên là số lượng bên trong cái vô nó nhưng mà ta cắt đi có cái lỗi đó các bạn nối cái đường thẳng này vô và hai bên chúng ta vô cắt cắt bỏ đi cái lỗi bên trong nha các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì nhớ ủng hộ và cho mình nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn.
cái phần cuối cùng xử lý đó là phần phi led nhé. Rồi em đặt kích kích vô. Đó, xử lý nó hơi lâu chứ nhập là số nó thích hợp nó phải đặt thêm một số nhỏ nhỏ hơn. Đó, nó hơi ấy một số không hợp nó đến đâu. Đó, kích vô đó là cái dạng như vậy. Làm quyết định như vậy những phần còn lại nữa bạn ha. Nó xử lý nó hơi bị lâu. Các bạn thông cảm nó kích vô như vậy và cái led như vậy. Để chúng ta làm từng cái cho nên cho nó xong các bạn đó, nó cũng không nhanh lắm đó, cái mục chỗ này chúng ta thích đây luôn đó, thích cho mấy cái chỗ này luôn, nó sẽ bị như vậy các bạn ha. Nó mình nó là chỉnh nó dày dày hơn chứ không đẹp nữa đó, ok đó, mình sẽ bỏ nó đây, chỉnh nó dày hơn thì người ta nó không ấy, mình dày hơn thì nó xấu. Ok, chúng ta tiếp tục mà làm cái led to bo lên đó. Đó, ví dụ như vậy chúng ta làm mà hồi ra là phải xong. Đó, ok, mình chỉ làm cái các bạn xem thôi. Mình tự chân thôi nhé. Đó, chúng ta phi led xong sẽ được cái dạng như vậy đó, mình làm cắt ngắn đi chứ để phi led hết chắc lâu á, mình đâu có ai coi, đâu có bạn mà biết cái hướng làm thôi, đó là chỉ lệnh phi led rồi. Ok, cái hình dáng nó giống, tương đối nó giống thôi, mình đang nghĩ cách mình vẽ nó giống hơn đó, thấy không? Rồi ok, rồi đó cái dạng cái bình mình nữa rồi, cùng các bạn ở đây nhé, hẹn gặp các bạn ở những video sau.